tại điểm bán dưa hấu của hội nông dân ba phường Hội Thương, Hoa Lư, Tây Sơn, thành phố Pleiku. Một tấn dưa hấu nhập trong ngày đầu tiên đã bán hết chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Số dưa hấu này được mua tại ruộng ở huyện Đắk Đoa với giá 3.700 đồng một kg, cộng thêm chi phí được bán với giá 4.000 đồng một kg. Hội viên nông dân ba phường cũng bỏ công tham gia bán giúp dưa hấu cho nông dân chứ không lấy lợi. Những điểm bán dưa hấu như thế này luôn được người dân ủng hộ rất nhiệt tình. Mỗi người đến đây đều mua từ vài cân đến vài chục cân. Không chỉ mua về ăn, nhiều người còn mua với số lượng lớn để về biếu lại mọi người. Dưa hấu trồng xuất khẩu không được mùa dịch này, nên mình xuất khẩu qua Trung Quốc không được, cho nên mình người dân cũng ủng hộ cho nông dân của Việt Nam mình. Chúc cho hội nông dân bán giải cứu dưa hấu bán ra được cho thành công. Qua nhiều kênh đó, thấy có nhiều người họ kêu gọi ủng hộ để mà giải cứu bớt cái tồn động dưa hấu ở các huyện đó. Thì cộng hội nông dân của các phường cũng có lên cái kế hoạch là sẽ giải cứu bớt. Mình lấy giá thế nào là mình bán, giống như là mình bán giùm cho người dân vậy thôi, chứ không có xin lời. Người ta thấy mình bán như thế này, người ta cũng rất là đồng tình ủng hộ. Người thì mua 10 kg, 20 kg, có người mua tới 50 kg. Trong những ngày qua, hội nông dân các huyện Chư Pa, Ia Krai cũng đã triển khai chương trình chung tay cùng cộng đồng giải cứu dưa hấu hỗ trợ nông dân. Mỗi ngày tiêu thụ được 3 đến 4 tấn dưa. Hội nông dân tỉnh cũng đã kết nối với một số tỉnh thành phía Bắc giải cứu gần 200 tấn dưa hấu cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Những lời kêu gọi giải cứu dưa trong những ngày qua đã được đông đảo người dân ủng hộ. Không chỉ giúp bà con nông dân nhẹ bớt nỗi lo dưa hấu tồn ứ, mà là sự đoàn kết chung tay để hỗ trợ nông dân cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.